Rồi Nhân chào mọi người nha. Đây là lô dừa sim hồng em mới đánh bóng nha, khoảng 600 trái. Thì đã đánh bóng như hình lên mộng. To khỏe đẹp, có rễ đầy đủ. Đó. Màu bao chuẩn sim hồng, bè hồng nha. Đó, mình bán hàng uy tín đó giờ nha mọi người, ship có toàn quốc. Cái mộng nhỏ mà lên màu chuẩn rồi nha. Mộng nhỏ vẫn có màu nè. Sim hồng thì làm dừa bonsai thì mọi người đã biết rồi đó, chất lượng nó như thế nào rồi đó. Cây lá rất là ok, màu rất là đẹp. Đó, mình đang đánh nè. Trong đó thì hàng lột. Đây. Hàng này lột chưa đánh. Đó, hàng này lột chưa đánh. Đây có một trái lai nè. Cái trái lai nhìn vô là biết liền. Đó, còn cái sim hồng đây. Lột. Hàng này thì cũng đánh rồi nè. Đó. Rồi bên đây nữa này nha. Đây. Sim hồng. Bao đẹp chưa? Quá gõ, quá nét cưng chưa? Đó, mình đánh bóng về mọi người khỏi cần đánh nha. Về chỉ việc là kiếm chậu và chất chồng mình chồng thôi. Đó, quá đẹp. Có được 3 trái dẻo siêu mini lên mầm rồi nè. Chưa rễ. Sim hồng quá đẹp. Đó, bạn nào lấy số lượng nhiều inbox trực tiếp qua số điện thoại cho mình, số điện thoại 0388252527. Còn đây là dừa để mình bán giống nha. Đó, hàng để nguyên vỏ, bán giống cho mọi người trồng. Đó, nước vẫn uống ngọt bình thường. Trái rất là đẹp.